Bắt đầu nó ấy đâu mới đầu cái này nè con. Hello mọi người ơi, mình đang đi cáp treo núi Cấm nha. Lỡ cắt ớt rồi, xấu dài vậy. Nhìn lên thôi đừng nhìn xuống. Chứ có gì đâu. Thôi bà nhìn xuống thôi. Có cái bài chị Phượng mình nha. Thôi. Đó. Trời buổi sáng rất là đẹp. Ôi ôi, mát chứ. Chứ nắng Lạt, không? Giống Đà Lạt. Nắng là điểm nổi á. Nắng quá là hốc lắm. Hốc tiếng miên luôn. Này trời như vậy nó đỡ lắm. Quay mặt lại mình nhìn lên trên á, thoải mái. Quay mặt lại nhìn, nhìn lên trên đây nè. Thoải mái nè. Ôi giời ơi, giời ơi, ôi giời ơi, nó ghê quá. Đây của khách sạn giống chùa Lạc Đạo. Ừ, thì núi lúc nào cũng vậy. Nước Ba Đen cũng vậy. Trên đây mà không có khu du lịch chắc nó khỏi đói, chắc hả? Đói sẹt lên máu. Mình thấy em vậy chứ mình người ta ở tận cũng quen, ta có này kia ta làm. Phải sống thôi. Đi Cấm. Chứ tự nhiên nói vậy chứ ông chợ bà ngoại á gì cái này lắm anh đi. Bị đường thôi chứ mà khoái món này lắm. Cái năm nó đi Đà Lạt vui, cô bé với Minh Thư vô ăn không vui cho chị chứ giận. Cô ấy thì cô phát hiện ra mà cô biết cười mà cô không dám nói. Cô bé thì sợ nó không biết chị có ăn không, sáng sớm chị có ăn không. Cười quá. Ủa không có chỗ để rác hết ta. Để dọn đi, gọn cơm dọn đi tí tí hành dọn. Ăn sáng bằng kem nha. Ăn sáng kem. Có là ngon lắm, mái kem này đúng không? Không phải như vậy. Vậy mới ngon. Miếng vậy, miếng vậy. Giống đi coi... Kem bao nhiêu tiền con Thịnh? 25 ngàn. 25 ngàn. Đi coi phim 5D. Đi coi phim 5D, trời nó như ghê. Cài 60. Chúng ta biết là vô đi du lịch thì gì. Sao? 60 ngàn một can. Ở đâu? Vũng Tàu. Vũng Tàu. Ở đây có 20 chứ mấy. Đúng rồi. 25 chứ mấy. 25 ngàn đúng rồi. Thì ai biết cha là bữa qua mùng 3 Tết ăn 2 cây 120. Mẹ thấy đúng đỉnh à. Mặt chữ. Ngon mà nó rắc luôn. Không ăn đâu. Mất. Phí. Vô cà bà rồi. Vô cà. Cao này đẹp nè. Cảnh đây không đẹp bằng cảnh Bà Lạc Hiêu nhìn xuống đã lắm. Cảnh Bà Lạc Hiêu nhìn xuống rừng không là rừng nguyên sinh. Này chùa núi đó rồi. Đây có gì đâu mà đúng ở đây ngoài cái núi này ra không có chỗ cũng làm được gì hết. Đất xấu lắm đi. Dạ. Cái chẳng thà nó phù sa như Cà Mau lại làm có tiền hơn. Dạ. Cây héo rồi. Cây rừng mà sống không tỏi thì đâu thứ gì sống. Cây khô. Vắng quá ngày thường. Ừ. Muốn đông không? Gì đi ngày thường á. Muốn đông không? Thứ bảy chủ nhật đi. Ghê lắm. Thứ bảy chủ nhật đi là không có chỗ chen. Ủa tức là xa chứ? Ờ, xa hơn. Xa hơn Gia Lào nhiều. Gia Lào xa hơn Tây Ninh luôn. Xa hơn nước cuối luôn. Tà Cú luôn. Tà Cú á.